Instead of time, you have to use the time when you began. Okay. Hiểu không? Giờ hiểu chưa? Có ai hỏi gì không? Cái chắc không có hiểu hết không? Hỏi đi, không sao đâu. Ok, cái này dễ lắm mà, phải không? Giờ chúng ta làm thử nha. Ok, câu số 1. Bây giờ chúng ta viết vào trong cái chỗ trống á, là for hay là since. Ok, chúng ta tập đọc luôn cái chữ Tại sao là since? Okay, start off the period is 2001. So Colin has been, cái chữ tên này đọc là Colin nha. Chúng ta biết luôn. Colin. Colin. Has been. Has been. With our company. With our company. Since 2001. Okay. Câu số 2. I've been waiting for you for more than an hour. Okay, bây giờ chúng ta đọc cái này. Waiting for. Chúng ta đọc. An hour. For more than an hour. Biết chưa? Bao nhiêu for ha? Okay, number 3. My mother has been in for or since? For. Good. For 3 days. Ok, giờ biên ra đặng mình biết điền vô nha. Giờ đó là câu số 1 á, là since. Câu 2 là for, câu số 3 là for. Rồi. Hay dữ à. Ok, my mother has been in the hospital for 3 days. Câu số 4. I haven't seen my parents since. Đúng rồi, since. Why since? Sunday. The party on Sunday. That's when the period began. The beginning of the period when I haven't seen my parents, so I haven't seen my parents since the party on Sunday. Biết động từ này không? Động từ see trong câu số 4 không? See. Okay, động từ see, nhưng mà nó là nó là past tense hay là present perfect là seen. Câu số 5. I have been learning English. Câu số 6. I haven't eaten out for or since? For ages. Cái này là cái cách nói ages là lâu lắm, mấy thế kỷ lận thì họ nói như vậy, cái cách diễn tả là I haven't been
I haven't eaten out. Eaten out có hiểu không? Đi ăn ở ngoài, không phải ăn ở nhà. Đi ăn tiệm, đi ra tiệm là eat out. For ages. For a long time. For a long time, nhưng mà cái cách mà mình muốn diễn tả mà nó lâu, mình nhớ không nổi nữa đó. Mình nói một cách nói là for ages. Okay. Cái này là kêu là mình muốn nói cho nó thẳng thê thẳng hơn nữa đó, thì mình nói như vậy nó mạnh hơn. Ages. Age là tuổi. Age cũng là một thời đại. Ages. Ví dụ nói là thời trung cổ hay là thời kỳ đá, thời kỳ kim khí, thời kỳ là chúng ta dùng chữ age. Câu 7. Andrew has been unemployed since September. And it's November now. So if we change this, nếu mà chúng ta muốn đổi cái câu này lại thành chữ for thì chúng ta đổi làm sao? For last year. What's the month now? It's November. For to end. So if we want to, okay, we can do that later. We can. If I want to change it, I should say Andrew has been unemployed for 2 months. Good, yes, you are. Okay. This song has been number one hit for 3 weeks. Hiểu cái câu này không? Hit. Hit là gì biết không? Hit là cái bảng mà top ten tức là những cái bản mà nổi tiếng nhất, tức là người ta nghe nhiều nhất á. Tiếng Việt là gì? Tiếng Việt là gì không biết không? Bài hát mà nổi tiếng trên cái bài kê mà âm nhạc á. Nó có cái hit ha, top 10 á. Hit là những cái mà nổi tiếng nhất. Hit là đánh á. Hả? Hit là đánh. Okay, so this song has been number one hit for 3 weeks. Four. Okay. If we change